mừng các bạn đến với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Chúng mình thuộc nhóm đề tài nghiên cứu đặc điểm hình thái, chức năng chuyển hóa, sinh tinh và tác dụng của cao chiết từ rễ cam thảo Bắc trên đối tượng chuột nhát trắng béo phì thực nghiệm. Vinh dự là một trong những đề tài được tham gia vào vòng chung kết của giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 24. Sau đây, mời các bạn cùng xem lại quá trình thực hiện đề tài của nhóm. Đến với các bạn sinh viên trong cả nước, đừng ngần ngại mà hãy hiện thực hóa những ý tưởng của bản thân.